cũng thương cha nó cực khổ này kia đâu, có mấy chị em giờ mà mẹ nó vậy không lẽ giờ thương mẹ nó đương nhiên thương cha nhiều hơn, đâu bỏ được mà giờ cũng xảy ra vậy thì bỏ ba đứa nhỏ rồi. Em thấy một cái điều rất là lạ luôn á, thì con cái thì lúc nào là cũng thương mẹ, tại vì mẹ lúc nào là cũng tâm sự trò chuyện hết. Niềm vui nỗi buồn là đều nói cho dẫn, mẹ dẫn đi sao mà không biết đầy đủ ấm no hay là có hành hạ sao, giờ nó cũng ghét, lúc cũng ghét luôn chứ mà mẹ con mẹ ai đâu con thì ghét mẹ đồng chí này cũng ghét luôn. Tại vì lúc nào á là những cái đứa trẻ nhỏ là những đứa mà nó thật tâm nhất, có đúng gì rồi. Thì nói đó chứ thì người lớn đâu có thể nào sắp đặt được. Đi hậu già về hậu trẻ là vậy. Dạ. Thì mấy đứa nhỏ đâu biết, biết sao nó vậy thôi. Thì em là cũng là ngay cái phần giữa thì cũng không biết như thế nào. Ở sớm á thì hồi chiều á thì em cũng có trò chuyện, thì có nhiều cô bác là cũng thấy cuộc sống hôn nhân giống như mà chỉ thì vẫn có đi khoảng một năm mấy, nhưng mà bên cạnh đó thì khi mà đi tiếp xúc với gặp á thì thấy anh chị vui vẻ hạnh phúc, thì đâu có biết là cái nội tâm ở bên trong câu chuyện là như thế nào đâu. Thì vừa hỏi em cũng chỉ nghe kể lại vậy thôi. Dạ. Em nghe sao mấy anh em bà con đây với trong dòng họ này kia kể lại cho em biết là nói vậy thôi. Dạ. Chỉ có những đứa trẻ mà hàng đêm nó ngủ chung với cha lẫn mẹ thì nó biết là cái câu chuyện như thế nào. Dạ. Nhưng mà giờ nhỏ quá, giờ nhiều khi giờ mình hỏi nó nói vậy cái gì vài bữa sau vui buồn vui quá thì nó cũng quên không cũng không biết nữa. Cũng mong rằng cái mà sự mà ám ảnh trong phút giây mà hai ba với mẹ mà giằng co nhau á, mà chỉ mà dí ảnh vào đây té chật chân vào đây rồi đâm hai nhát ngay đùi á, thì cũng mong rằng những ký ức đó sẽ sớm mà cho bé nó quên. Nó chứng kiến ba đứa là nó trông nó thấy rõ ràng trước mắt luôn rồi. Thì nghĩ chứ sao này mà nếu mà nó hiện tại giờ mốt rồi mẹ nó có ra tù nó cũng ghét nữa thật sự luôn, tại cha nó thì thương đó giờ đâu bậy bại đâu. Dạ. Ông nhạc thì cũng không có lo làm đủ làm ăn nuôi ba chị em. Dạ. Giờ thì về làm vậy đó sao cái này nói chung, nhỏ nói chung một kết cục cũng không có ngờ tới ha. Không ngờ. Dạ. Tại vì cô của anh đó là có thể là đâm ngay đùi đó là chắc chắn là nghĩ là chắc chỉ là chảy máu sơ để dằn mặt thôi. Ai ngờ chắc cũng có. Dạ. Tôi nghe nói hồi phía dưới cũng nghe nói đâu có đụng động mạch chậu đụng mạch chủ á. Dạ. Leo lưỡi rồi. Không sao đâu, mình ở quê dưới quê mình thật thà nói chuyện nó chân chất thôi. Nên mới ra máu cầm máu không kịp. Đi ra cái này nó động nhầm cái động mạch đó, tình mạch đó. Dạ. Thì hình như là đêm tối ngày hôm nay là anh chắc chắn là sẽ không ngủ đợi tới sáng đưa chú đi đúng không? Chắc giờ ráng được như nào hiểu đó thôi. Dạ. Chứ giờ nhà có cũng có mấy anh em này kia mình cũng phải phụ cái nhiệm vụ đó. Dạ. Rồi anh khi mà anh về đây rồi chứng kiến cái hình ảnh của chú anh là nằm trong cái chiếc áo quan kia, rồi không có tiền mà để em mua áo quan nữa, thì cũng nhờ may mắn là cũng có mạnh thường quân và nhất là ở chính quyền địa phương á, thì hồi chiều vô đã hỗ trợ một phần. Lúc hồi mà vô nhà xét lấy cái xét đó là kêu lấy đồ em đâu có tiền đâu, cũng hỏi gì người ta lấy tiền mua bộ đồ gì ba la ma gì cho người ba la ma ba la ma. Dạ đúng rồi. Trong cái lúc mà anh với mà hai người thân trong gia đình đó là dỡ cái tấm màn mà che cái thi thể của chú á, thì anh cảm nhận anh thấy chú như thế nào? Nói chung không phải là gặp là lần đầu tiên mà gặp chết á, còn ngoài sao biết gặp lần đầu tiên thấy là mặt của chú là rất là của cậu là rất là phúc hậu. Yeah. Thiệt sự luôn, nhìn không có thấy cái gì, nhìn vô là thấy là thiện cảm liền. Anh nhìn xuống phía đùi á là anh thấy hai vết thương nó sâu ha, nó bự không anh? Nói chung là mặc đồ dài vô, mặc đồ ấy vô đó là không có thấy, thấy máu cũng ngay trong cái giò này. Dạ dạ. Rồi đã, là người ta mổ nhưng mà cái kiểu máu còn động trong đó nó còn gây ra những da ướt quần. Nó cũng còn âm ỉ trong đó. Còn âm ỉ trong đó. Dạ.
nhà bỏ rồi ba đứa nhỏ rồi cái cuộc sống khó khăn rồi đi làm mà lo chén cơm manh áo hàng ngày đã vất vả rồi mà nó xảy ra sự cố như vậy nữa giờ có giờ ông cậu giờ ông đi về giờ cũng khỏe nhưng cậu có buồn buồn mấy đứa nhỏ tại cậu rồi cực khổ đó giờ cậu cũng buông xuôi cũng được khỏe phần nào nhưng mà cậu ba đứa nhỏ giờ đúng thì có mẹ đứng ra nuôi mà kém được lúc nào lúc đó giờ mạnh thường quân thì chỉ lo được phần nào thôi hiện tại trước mắt thôi còn mẹ nuôi là nuôi cho tới lớn còn tương lai dài nữa tương lai dài nếu mà giờ phải mà nhà nước ra hỗ trợ nói tiếng lên tiếng là tháng cung cấp gạo hay là chi phí tiền nhiêu đó đặng hỗ trợ cho mấy đứa nhỏ ăn học này kia cũng đỡ được phần nào chứ giờ mình mẹ điều kiện cũng đâu có đâu cũng y chang hai bàn tay trắng vậy nhà làm hỗ trợ đó. Cậu Sáu thì đi làm bốc vác này kia ngày đâu nhiêu với lại còn ba đứa cháu nội nữa cũng qua lại nữa nhưng giờ ba đứa là sáu đứa luôn rồi cuộc sống gặp khó khăn mà chồng chất khó khăn ai cũng khó khăn đều hết giờ anh ở đây phận làm cháu cũng phụ hỉ lâu lâu rồi có vài 300 cho đứa nhỏ thôi chứ đó, đâu có cho hoài giờ phụ mình phụ được nào phụ em giờ nói cho anh em ví dụ sau này mà chẳng mà có từ thiện gì đó thì cũng xin phần về để dành cho mấy đứa cháu người kia thôi giúp được gì giúp bây giờ thấy cậu về anh chứng kiến ba cái đứa cháu của mình như vậy là anh chắc cũng đâu chịu nổi đâu. Rồi về phần cái đằng ngoại và bé có đến đây không? Ngoại thì ở quế thì có điện thoại thông báo vậy còn sớm giờ thì không thấy mặt cô cậu chú bác gì bên ngoại. Em nghĩ là chắc bên ngoại cũng rất là buồn nhưng mà chưa biết là để nói và xử lý câu chuyện như thế nào á, sợ bên đây á là cũng đang buồn về vấn đề là mất đi một cái người chú của anh và bên cạnh đó là mất người con trong gia đình và người cha thì cũng đang buồn, chắc cũng đang sắp xếp có thể là để mà kiếm cái đường nào đó để lo cho mấy đứa nhỏ. Người đó thì sao em biết nhưng mà có hồi sáng là mẹ em có điện thoại ra ngoài là thông báo cũng có nói vậy nhưng mà thấy tình hình cái cách nói chuyện sao giờ Y chang là không có hy vọng mà Y chang là buông bỏ mà. Vậy là không còn hy vọng á? Không còn hy vọng. Giờ ví dụ giờ mình nghe cách nói chuyện vậy thôi còn nếu mà mai mốt sau này sắp xếp được về đây thì được làm đỡ chứ mà nghe cách nói chuyện là thấy Y chang buông bỏ rồi. Thì cái chuyện thì cũng đã xảy ra rồi thì cũng cầu mong cho nội ngoại thì gắn kết nhau rồi nuôi cho mấy bé nhỏ nữa thì tương lai nó dài chứ đâu phải ngắn đâu. Đúng rồi, mình giờ mình cũng bậc cha bậc mẹ mình cũng biết nuôi một đứa nhỏ là nó cực khổ cái nào rồi rồi ba đứa tuổi ăn tuổi lớn nữa. Thì sau khi mà nãy giờ em trò chuyện với anh á thì thật sự là cũng gửi cái lời chia buồn của tất cả anh em và tất cả mạnh thường quân gửi đến gia đình của anh thì cũng mong những khoảng thời gian kế tiếp thì có cô bác mạnh thường quân xem qua rồi nếu có duyên á thì mạnh thường quân giúp hỗ trợ là hỗ trợ cho ba đứa trẻ nhỏ tại vì còn cuộc sống còn tương lai là cái mà cái mầm ươm của đất nước á nên là cần phải chăm chút rồi cho nó lớn ra nó còn để cho đất nước mình nó giàu mạnh hơn nữa. Rồi thôi anh cảm ơn anh nha. Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Rồi rồi, cảm ơn. Anh sẽ chỉ cho mình chỗ cho mà cái hiện trường. Đưa ngay cho nào anh? Tại nhà chiếc xe này. Ngay chiếc xe này đúng không? Dạ, tại vì qua. Chiếc xe này vòng là chỉ em chế hiện trường nó dăng dây vòng ở đây thôi. Học qua đây nè. Tức là không, cái vị trí mà anh mà ngã đó. Vị trí anh ngã. Anh biết là chỗ nào? Chỗ nào? Ngay dưới bàn à. Hiện tại giờ máu ngay chỗ cái bao đúng không? Mở đầy máu vẫn còn. Đây là máu là cái hiện trường mà của anh chiếc nằm. Anh thấy là ra số lượng về mà với lại mà dậu bớt rồi đó. Này cái chỗ mà trời ơi dưới đây nó đóng cục dưới đây còn bên đây dần dần bên đây
Mà... rồi đóng cục luôn nè. Trên đây. Ừ. Đầu là trên đây là còn nhiều hơn nữa. Rồi lấy quần áo này kia là cũng lau dọn bớt rồi cũng dục bớt lại nước dội rồi đó. Còn chắc ở đây là động số lượng nhiều quá rồi nó không trôi hết, nó đóng cục bận bận rồi đó. Không trôi hết rồi động rồi. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ. Dạ thì hồi nãy giờ cả nhà mình, chú anh chị cũng đã nghe được cái lời chia sẻ của người cháu ruột của anh Triều. Dạ, và cũng như là biết được cái câu chuyện của anh Triều, tại sao lại mất. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái nơi mà anh ấy đã gục ngã xuống, đó là cái hiện trường. Thì bên gia đình cũng như là bên cháu của anh Triều, cháu ruột luôn đó cả nhà, thì đã chia sẻ gửi đến cho cả nhà mình xem và biết được. Còn ở phía trước mặt của cả nhà mình thì đây là cái cáo phó này cả nhà. Cáo phó anh tên là Đặng Hải Triều. Dạ, thì sẽ được đi linh cữu sẽ được hỏa táng nha cả nhà. Đây, linh cữu sẽ được hỏa táng. Rồi phía trong này thì cả nhà mình cũng thể nhìn thấy, thì đây là cái bàn và cái gương mặt của anh Triều. Thì như lời của người cháu của anh Triều nói rằng là anh ra đi thì cái gương mặt rất là vui vẻ, chứ cũng không có mà suy nghĩ nghĩ ngợi gì nhiều hết. Hiện tại thì đêm nay là đêm cuối luôn cả nhà. Đêm này là đêm cuối, thì sáng ngày mai thì sẽ đem linh cữu của anh sẽ được đi hỏa táng cả nhà. Hiện tại thì còn người thân ở lại, chắc là đêm nay chắc thức sáng đêm để ở cùng với anh đêm cuối cùng. Thực sự ra mà nói thì nhìn cái khung cảnh này thì cá nhân của Hải cũng thấy rất là thương cho cái hoàn cảnh của anh Triều. Vì cuộc sống hoàn cảnh mà không có ai mà chọn lựa được hết trơn á. Giống như Hải cũng vậy thôi. Hải cũng đi làm công việc, đi chia sẻ những cái thông tin, cũng đi làm rất là cực, cũng rất là cực. Nhưng mà so với hoàn cảnh của anh Triều thì Hải nghĩ là mình còn rất là may mắn. Thôi thì Hải cũng xin cảm ơn toàn thể cô chú anh chị cả nhà mình đã xem video clip của Hải đến cái giây phút này nha. Ngày mai thì Hải sẽ quay cũng như là Hải sẽ phát trực tiếp cho cả nhà mình xem cái nghi thức như thế nào. Dạ, Hải xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị.